Bi kịch thiên tài vật lý trở thành ăn xin. Người đàn ông vô gia cư sống vất vưởng trên đường phố này từng có thu nhập hàng tỷ đồng và là một thiên tài ghi dấu ấn trong lĩnh vực vật lý thế giới. Vậy điều gì đã biến thiên tài vật lý trở thành con người hiện tại? Anh đã trải qua những biến cố nào để rồi trở thành kẻ lang thang vô gia cư? Tôn Vĩ Đông sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Giang Âm, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay khi còn nhỏ, Tôn đã bộc lộ trí thông minh phi thường và niềm đam mê môn vật lý. Với kết quả xuất sắc, Tôn thi đỗ vào lớp cơ sở ngành vật lý dành cho những thiên tài trẻ tuổi đỗ đại học trước năm 18 tuổi của Đại học Phúc Đáng. Đây cũng là một trong những trường đại học hàng đầu của quốc gia tỷ dân. Năm 1985, khi Tôn vào đại học, anh mới 15 tuổi. Sau đó, anh được tuyển thẳng sang Mỹ học với tương lai rộng mở, từ năm 1992 đến năm 1999. Tôn đã nghiên cứu và gửi hơn 30 bài báo đăng tải trên tờ, tạp chí đánh giá vật lý của anh. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Tôn ở lại trường 2 năm, trở thành nhà nghiên cứu và tiếp tục gắn bó với niềm đam mê vật lý. Tuy nhiên, giấc mơ gắn bó với niềm đam mê không thể kéo dài. Do sự việc nhà khoa học Lý Văn Hà bị nghi ngờ đánh cắp thông tin vũ khí hạt nhân, nên Mỹ đã điều chỉnh kế hoạch đào tạo nhân tài và cấm sinh viên Trung Quốc học ngành vật lý. Vì điều này, anh quyết định chuyển nghề, quay sang học ngành khoa học máy tính. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh trở thành nhân viên được săn đón, mời làm kỹ sư phần mềm ở phố Wall với mức thu nhập rất tốt thời điểm đó, khoảng 140.000 USD một năm, hơn 3,4 tỷ đồng. Lúc này, Tôn cũng đã nhập quốc tịch Mỹ, sở hữu mức thu nhập hơn 100.000 đô một năm thời điểm đó. Nhiều người tưởng rằng Tôn sẽ có cuộc sống xa hoa ở nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của anh đã được một blogger người Mỹ gốc Hoa chia sẻ trên mạng xã hội khiến không ít người xót xa. Khi được blogger hỏi nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại, Tôn tâm sự do áp lực công việc cộng với biến cố gia đình. Gia nhập công ty công nghệ, Tôn quen một đồng nghiệp, cả hai yêu nhau được 4 năm, sau đó về nhà chung. Tuy nhiên, do sự khác biệt về văn hóa và lối sống, không lâu sau hai người ly thân 8 năm, cuối cùng Tôn và vợ cũ quyết định ly hôn. Cú sốc này khiến Tôn thu hẹp bản thân không giao tiếp với xã hội, dần dần mắc chứng ảo giác. Về sau, anh không thể minh mẫn làm việc như người bình thường. Anh cho hay, kể từ khi ly hôn đến nay đã lang thang được 16 năm. Khi được hỏi, anh đã từng tìm công việc lao động chân tay nào chưa? Tôn cho biết chưa từng, vì bản thân là người tham vọng nên không đánh giá cao việc tay chân. Anh cho hay, chỉ muốn làm việc văn phòng và tuyệt đối không làm bảo vệ hay dọn dẹp trung tâm thương mại. Nhắc đến trình độ tiếng Anh sau nhiều năm ở Mỹ, thiên tài vật lý một thời của Trung Quốc thừa nhận, bản thân bỏ lỡ nhiều cơ hội vì trình độ tiếng Anh không tốt. Đây cũng là lý do khiến anh rơi vào tình cảnh tồi tệ như hiện tại.